đẹp trai, phong độ, bản lĩnh, tài tư duy, chỉ huy, chiến lược, tốt đi tốt. Những yếu tố trên là những thứ mà WAG Bác Gấu không có. Người anh em hãy cứ vẫn có anh gánh, tụi em yên tâm, tụi em có vào đây tụi em đi hồi sinh là được. Còn tụi mày đá chim nè, anh gan ti với mày luôn. Nãy giờ đi solo squad đúng không, là anh muốn rô ra bàn tay của mình thôi. Bây giờ tụi mày thích đá, tụi mày đá thoải mái luôn. Tụi em đi lẻ ra nha. Nè, lại mới kêu anh, thằng nào mà đi chung anh là coi chồng nghe chưa. Công 100 người cũng vẫn vậy à bác mềm. Coi mà bỏ nha mấy thằng em. Trận này mà không top 1 anh xó game anh nghĩ luôn. What? Anh gan ti với mày luôn. Nếu mà anh dưới 15 kill anh đi solo squad nha. Hôm qua tụi mày chơi, tụi mày đá chim không cho tao đựng đồ đúng không, tao biết điều đó. Nhưng mà anh chơi là tụi mày dằn chắc. Được rồi, anh mày đi solo squad đấy. Những người đồng đội của anh đang ở phía trên để chờ hồi sinh anh. Anh chơi tụi mày cho tụi mày biết. Cho tụi mày biết gấu là ai luôn. Hôm nay anh sẽ cho tụi mày biết. Anh mà đã có bách trình thì thôi, tụi mày rờ xong luôn. Khẩu súng làm lên tới tủ của tao. Dù bây giờ nó rất là phế, nhưng mà không sao. Vừa đọc vào tay tao là không có chụp khẩu súng nào phế. Đây nè, mấy thằng em biết one shot chưa? Đó, anh chỉ cho nè. One shot nè, múa nè, đấy. One shot nè. Chơi gáy. Em thấy anh bắn hay mà trình anh cỡ bà tư mập đầu ngõ em á. Bắn như con kẹt mà sao cứ gáy quài cho tụi kia nó chửi vậy. A mèo anh ca ngại chứ y a ngại nè. Trời ơi là trời. Anh nói với em á, thì nãy giờ anh thể hiện cho tụi em coi á, là tụi em đã biết rõ cái trình anh nằm chỗ nào rồi. Anh không muốn nói nhiều, nãy giờ tụi em coi rõ ràng đó. Tụi em không, anh không muốn nói nhiều. Anh đi solo squad mà tụi em biết rõ ràng rồi. Cái rank của anh mà anh đi solo squad mà tụi em biết. Thế là ok rồi. Còn anh không thích nói nhiều, cứ thể hiện vô, thể hiện. Trận này mà anh không top 1 mà dưới 15 kill nha, anh xó game anh nghỉ luôn. Anh hứa tụi em luôn. Coi đi. Thôi, tập trung bắn. Hạn chế một, mở hoài không hay. Ha, vô đèn bắn cái chậm một lần. À đây, có người luôn. Chuẩn bị cái ngôi vương miệng xuất hiện trên đầu bé cấu. Có hàng luôn, hàng về sắp liễu. Mấy em đây, bây giờ coi mấy em đây. Bốn em như cá luôn. Hội chợ mà có người mới vui. Vô Chô gôn có nha. Giờ nóc, bắt nóc cho một thằng ở đó. Đây này, đây. Ui tỏ mày. Một con boss. Cú đi. Ra cú đi, bụi cỏ đen ra cú à. Một cháu ở đây, thấy luôn. Một máu kêu mày không đu chạy với tao hả? Chạy với tao, chạy đấy. Hai con boss. Double kill. Chờ xíu thằng em. Chờ xíu mấy thằng em, chờ xíu nha. Chờ xíu. Hôm bữa bác mới xóa dầm siêu trí tuệ mà đã như vậy rồi, cô biết giờ bác xóa dầm gì nữa, buồn ghê. Cộng ha. Đừng có spam em ơi. Anh đang kiếm form, anh cũng hút lúc hai thằng này á. Này coi là chim không. Cảm ơn nhé. Bốn thằng đúng không? Giờ này mày chỉ có cắn lén tao thôi. Trời ơi. Bác chuẩn bị đai R cộng 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 c
Dục anh kia chú đấy, rồi anh đi anh làm vua đi phải coi. Dạ, anh cho bác. Rồi ok được rồi, thôi đi đi đâu đi đây. À mà chờ con nhỏ nó đi. Ôi sắp sắp bên mừng. Boss. Đã biết boss rồi. Dominating. Qua đây với thằng em. Qua đây với thằng em. Qua đây với thằng em. Qua đây với thằng boss. Qua hết đây với thằng em. Qua hết đây. Qua hết đây với thằng em. Qua đây. Qua đây với thằng em. Qua đây với thằng boss. Qua đây cắm cờ anh mày nè. Qua đây. Đá chim lây. Hổ không gầm mà tụi mày tưởng hello Kitty. Hả? Đấy, chạy đâu nữa. Năng nỉ tao tha cho. Năng nỉ đi, năng nỉ anh gấu tha cho nha. Năng nỉ đi. Năng nỉ anh gấu tha cho. Trời ơi, chạy đâu nữa trời, tội với trời. Hổ không gầm tụi mày tưởng hello Kitty. Bắn nha. Hay quá, mà kêu bốn thằng vô. Thì anh em nó bảo sao bắn là dông bờ rồ top 1 Việt Nam kiện tướng không đối thủ mà sao đi chung vậy đấy, còn đi solo xì quá đó mà được 10 kill á bắt đầu nó tặng 8,000 vô đó. Tới lúc nào ghi điểm bắt đầu nó mới tặng chơi vậy hả. Hàng về sớm liễu, hàng về sớm liễu. Có con lấy chim không? Có con lấy chim không em? Cái bot killing spree. Có coi là chi con gì thằng em hả? Tụi mày có trình không vậy, nói tao nghe coi. Anh mày già rồi nhưng cái thời hệ tụi mày đúng là một thời hệ tồi tệ. Tụi mày làm content thôi chứ tụi mày làm được cái gì đâu. Một thời hệ, một thời hệ tồi tệ. Ủa không gầm mà tụi mày tưởng hello Kitty. Ôi tản tản ra do để công mà. Mấy em nó bảo rồi sao đi chung rồi bú huynh này chia cái nọ rồi em mệt nữa. Một thế hệ tồi tệ. Ôi giỡn em, giỡn hoài em. Đâu vậy? Ôi à, mấy nhà có, dưới nhà có luôn, đèn đá có luôn, bốn thằng luôn, càng đông tao càng thích. Đồ khó ta, nó hoàn khó ta, trước mặt một của đây ba là bốn đúng không? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, không làm được thì mình dông. Hello. Ôi, 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 nhảy vô, ôi kêu. Khai, kêu sau lưng luôn. Đẹp, ok. Quân, được. Người anh em hãy cứ vướng tin, muôn đời mình còn thề. Hay chiến thuật bắn hay á, đồ có một trước một sau hay nha. Được hay đó thằng em, hay đấy. Thôi được rồi, để anh người rồi chọn leo đây chi chọn rồi leo mấy nhà chi chọn mấy nhà. Mấy nhà ơi, cho mấy nhà trên đỉnh cao, trên đỉnh cao rồi. Thôi bỏ giờ đi kiếm. Hay game mà anh em, game cái sinh ra để giải trí thôi mà, game sinh ra để giải trí thôi rồi. Từ từ, giờ này mất tới 1 thôi chứ, chữ gom nha. Giờ này mất tới 1 thôi chữ gom nha. Cái gì vậy? Leo mấy nhà chứ trời, leo mấy nhà chứ làm gì trên đây trời. Đây, qua đây một thằng, hai thằng. Ôi, giỡn hoài em.
Dũng hoài thằng em. Đó. Học ai vậy mày? Học ai vậy? Những câu sau đây khi bác nóc một bà bò một yếu no cắm cờ anh cứu cứu anh cứu anh để anh thể hiện trình cho anh em xem hai bot mà cắp cờ ba ra làm trận mới này giờ tết. Nói gì nói à? Cảm ơn nhé. Muốn nói gì nói với thằng em. Chờ anh xíu nha. Chờ anh gánh thằng này tới một cái đã. Chờ anh xíu cho mấy nhà một đúng không? Chờ anh xíu nha. Chờ anh xíu. Bot. Chờ anh xíu. Chờ anh xíu. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây mấy thằng em. Xuống đây. Chờ mấy nhà một nè. Bên đây một nữa. Lội ra bắn con. Lội ra đây. À sức bên nhà. Trong nhà. Trong nhà. Trong nhà có. Trong nhà có, trong nhà có. Bot. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi. Bác gấu bắn thua em gái rú bự bằng 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 bạc gấu đến chơi phi vai ngắm em gái phải có vi lai khi sắp gần của anh lên nòng một chỗ màu hồng em phải vơ tay em không cần phải giả ngây thơ kỹ năng không phải tay mơ trong trung đoàn anh ai cũng biết anh đây thuộc dạng là best player khi anh đây mà livestream game mấy em gái phải thả tim xem highlight anh bổ mắt không muốn solo thì nổ nem anh nghĩ gì em đoán xem anh sẵn lòng chào đón fan vào vào lửa anh không biết đổ biết anh chỉ biết mình đổ em ốp gheo nổ. Hãy vui cùng anh yêu em thấy buồn. Xem anh đây thâu hài. Ai sẽ làm em cười chứ không ai khác ngoài bác gấu này. Top 1 anh cầm trong tay. Muốn đối đầu thì bạn không may. Khi tim bạn thì rất đơn giản. Chỉ vài ba giây là làm xong ngay. Anh đây chất từ cái thần thái. Mấy em gái dằn khoái. Từ game cho tới ngoài đời. Anh lái động cơ không cần bằng lái. Anh gánh tụi em dư sức. Chưa bao giờ anh sợ nặng vai. Muốn trải nghiệm ấn nút invite trong game Free Fire là thấy ghiền ngay. Công cách gãy lên đi mấy thằng nhóc. Tách cái dù ra, né anh ra để anh đi solo si quá. Gãy lên đi giùm tao một cái. Đá chim đi. Ủa sao nãy tao đi solo si quá, tao cần 4 cần 3 tụi mày đá chim dữ lắm mà. Đá đi. Mày đá đi. Mày đá nữa đây. Đấy. Tao không chơi á, tao bắn ai là diện phú á. Mày bảo ông gấu làm gì có trình nữa đâu. Mày biết cái người mà khi mà đỉnh cao nhất cái tụi game Free Fire này là gì không? Người ta chịu được mọi sức chịu đựng và người ta không có thủ. Gáy nữa đây mấy thằng em. Đấy đấy. Lớn kèo đấy. Ơi bản e bị lừa tình mất tiền giờ sao quên nó bác. À, nó lưu tình mất tiền hả em? Ủa lưu tình sao mất tiền đấy? Ủa từ từ anh chưa có súng em ơi. Đù, để đá chim qua chết anh em ơi, từ từ anh dành súng ra. Lưu tình mà lại mất tiền à? Vô lý à? Chờ xíu. Bác ơi, em chỉ muốn nói với bác là em mắc ỉa quá, em đi ỉa đây. Bẹt, bột, bẹt. Bẹt. Chưa có súng nha. Bây giờ nè. À, Tiểu Liên cũng được. Có trình là súng nào cũng được hết. Không cần phải skin đâu. Không cần phải súng đồ mang lên tên tuổi của mấy gấu rồi đâu. Không cần đâu. Có trình là bắn súng nào cũng được. À, chú mặc một chỗ này không? Thấy không? Nhưng mà chưa bắn. Bắn là phải chết. Hiểu không? Bắn là phải chết. Đấy. Từ từ bắn các bạn. Hello.
Hello Kitty. Hello Sprite. Chơi game không em? Chơi game không? Từ đồ. Nóc thoải mái đi mấy thằng em, nóc thoải mái đi. Có anh cứu, bắn thoải mái đi. Có anh cứu được, cứ bắn thoải mái. Anh đi solo sự quyết. Ở đây làm sao trên đời này lại có một người bắn hay đẹp trai nhà giàu học giỏi như anh C4 chứ, còn bác thì đã bắn ngu, còn xấu trai đờ xi cho trai ra cô thì bác chết kiến. Chờ anh mày xíu, chưa hết phim đâu. Bác đẹp trai à, còn bắn chưa hết em rung trứng rồi cây. Chờ anh mày xíu, anh mày trong đầu là không có định diễn tôi chạy đâu. Cây. Chờ anh mày xíu, trong đầu anh mày á, không có định nghĩa tôi chạy, biết không? Chỉ có lui lại mà kiếm thế phòng thủ thôi. Đầu anh mày là không có tôi chạy, anh nói chút một câu luôn. Đối với anh là chỉ có cầm sụt quân trong tay mà rồng bay phượng múa, còn chạy là không có định nghĩa đối đối với anh. À, ngồi đời cũng vậy luôn. Anh mày ra đường chơi là không có tôi chạy, đó. Chấp nhận là về mây dày một chục mũi tôi không có chạy. Đẳng cấp như thế đấy. Nha, được. Gáy lên đây, đá chim ra đấy. Mỗi lần mà tao đi solo xì quá đó nha, tao để ý mấy thằng vô coi live stream rồi đá chim đông. Tao nói thật, mà mỗi lần tao bật team code lên tao chơi hay là bây giờ bắt chước giống như người NPC, tao mời thêm bằng WZ vô đi chung tao. Vô đi chung rồi bắt đầu anh em giả bộ tỉ ra mỗi thằng một nơi rồi xíu cụm lại đó. Hay là vậy đó. Vậy đó. Mà mỗi giờ thấy NPC đó. À, thì hết thời khóc luôn ơ. Đồ. Thật hay à. Quả tốt hay đó này em. Ra đi nào. Ra đi nào mấy thằng em. Anh mày đã chơi là không có từ ngại. Không có từ điển mà từ ngại trong đầu anh đâu. Ui cỏ mày. Hết đèn xuống trường nữa. Trời luôn. Hết đèn xuống trường thì anh chơi xuống gần. Anh chơi hơn, anh đã chơi là anh chơi nốt đi. Mấy thằng. Gây lên đi thằng nhóc. Unstoppable. Gây lên đi mấy thằng nhóc. Gây lên đi, gây to lên. Thủ đoạn dô biên mưu hèn kế bẩn ăn mặn đái khai học lớp 2 khai lớp 9 ok bụng bự đít teo củ cải treo lòng thòng kiêu ngạo ngu lâu rốt bệnh khó đào tạo phản quốc hèn với vật ác với dân. Mẹ thì cả không biết nói ai luôn. Tao không biết nó nói ai luôn. Tao chưa biết cái tao thiệt á. Đời là tại sao có những con người như thế. Vô lý thiệt. Không hiểu vì sao. Đây một đấu. Ôi ha. À, coi là chim bố à. Được. Anh mày thích như thế. Anh mày thích như thế. Được. Anh mày thích nhất là những thằng đá chim. Anh rất thích. Ôi trước mặt có luôn. À đù. Được, anh thích như thế. Anh thích như thế. Thằng nào trước? Bây giờ thằng nào trước đây? Thằng trước mặt trước nha. Thằng nào trước? Mày trước. Thằng này đúng không? Mày bò ra đây. Mày đúng không? Rồi được, anh thích như thế. Anh rất thích những thằng đá chim. Anh nói thật. Anh rất thích. Rồi xíu. Mày đúng không? Ra đây. Ôi. Má đứng nào ta? Đủ đứng nào sao anh không thấy góc ta? Được. Rồi cho anh xíu mày. Cho anh xíu.
cho anh xíu, cho anh xíu. Được, hay, có chân thằng này được, tao thích. Thì đâu rồi? Đó được. À, sau lưng vẫn còn sau lưng luôn, vẫn còn sau lưng luôn, vẫn còn sau lưng luôn, vẫn còn sau lưng luôn. Vô đây, xe đây thằng em. Vô đây, vô đây. Mày đã chiếm tao à? Ha. Mày vô đây, còn luôn. Khó ăn anh lắm. Cậu gì con đèo vợ bác đi chơi nha. Cái gì vậy? Boss à? Có một thằng boss mà ăn không nổi rồi mấy thằng em. Ngồi đi ăn cho. Có thằng boss mà ăn không nổi hả? Đây này. Thằng boss bắn không được ra để ăn không được. Có thằng boss mà ăn không nổi à? Có thằng boss tụi mày ăn không nổi à? Boss tụi mày ăn nổi rồi, để anh cho. Trời ơi là trời, bao nhiêu quả nóng thụ. Còn không? Hello Sprite. Gì vậy? Bắn đi đùng 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 gớm như không nổi. Ôi, lại tóc bột. Đặc biệt à? Oh, đồ, đặc biệt luôn á. Oh, đồ, oh. Gì vậy? Gì vậy? Ôi! Sao? Tao chơi gì đây? Tao chơi gì á được không? Hả? Chơi chém không mà, tao chơi cho chảo mà, bữa đây cho chảo mà. Đây nè, tiếp tục tập 2 của 1. Ôi! Kêu! Hay em, hay lắm thằng em. Được. Chờ xíu anh xong rồi anh quật chảo mày tiếp. Chờ xíu. Tao quật chảo mà, chơi gì á. Quật chảo ở đây, quật chảo đây. Chờ anh xíu. Ủa gì? Ủa bị sao rồi? Ủa sao đấy? Ôi. Bác nhớ bố lỗi nhịn hay em dư lét. Gì vậy? Gặp vợ theo gì óc vết. Bác nhớ ngồi khóc đòi tự tử. Gì vậy đó? Gì đó? À bình luận gì cho anh bay live stream hả? Không có đâu em. Không có đâu. À không có đâu. Dậy múa hộ bố này cái. Ngu nè cây cây cây. 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 Mày có cảm thấy cảm giác tao ao trên Việt Nam không? Chicken cây cây cây. Chicken cây cây cây. Mày có bao giờ mày cảm nhận tao ao trên Việt Nam ở chế độ ranh này không? Mày có cảm nhận tao ao trên Việt Nam ở chế độ này không? Hả? Killing spree. Mày có cảm nhận điều đó không? Không, cái này tao hỏi thật đấy. Mày có cảm nhận một điều mà anh mày đang ao trình ở Việt Nam không? Về chế độ ranh này đấy. Có bao giờ mày đã lên đỉnh cao của cái ranh mà anh mày không bao giờ muốn chơi game nữa không? Đó. Anh là những người điều đó đấy. Mày hiểu chưa? Cái người ta không chinh phục được, người ta nản, người ta sẽ nghỉ, người ta sẽ không có chơi game nữa. Hiểu không? Còn anh mày đã lên được cái đỉnh cao nhất ở trong từ game DeFi mày, anh mày chán nản rồi. Bây giờ anh thì chỉ vào solo xì quá rồi giả bộ cho tao ném đá chim rồi tụi mày cười thôi. Chứ còn anh mày bắt nha. Mà mỗi lần anh mày bắt nha, anh mày quật chảo thôi chứ anh mày không bắt. Anh mày chơi quật chảo thôi. Anh mày không bắt. Mày biết cái đầu, cái phương miệng này để chứng minh điều gì không? Hả? Nói đi. Chứng minh điều gì không? Anh mày chơi quật chảo thôi chứ anh mày không đánh nữa. Nói đi. Quật chảo đi chứ bắn gì vô tay vậy? Quật chảo đi chứ bắn gì mà vô vậy? Bắn gì mà vô vậy? Bắn gì mà vô vậy? Giả bộ thôi, vô. Bắn gì mà vô vậy? Bắn gì mà vô vậy? Bắn gì vô giấy vậy? Ôi, hai trận top 1, trận nào cũng mười mấy 20 kill, kén.